Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, theo dự báo, đêm nay ngày 30 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nắng ấm vào ban ngày với nhiệt độ dao động từ 25 đến 26 độ, sau tăng lên 27 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Phú Yên đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển có nơi cấp 4, cấp 5, giật trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Dự báo khoảng từ ngày 2 tháng 12, miền Trung có mưa, mưa rào rải rác. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, từ ngày 6 tháng 12 có mưa, mưa rào và cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất là 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là 27 đến 30 độ. Trên biển, ngày và đêm 1 tháng 12, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Đêm gió giảm dần. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Chuyển sang thời tiết cho khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày mai mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày giảm mây và trời nắng. Khu vực A Lưới trời rét, các nơi khác đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ dao động nhẹ, nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 17 đến 19 độ, A Lưới từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, huyện A Lưới từ 18 đến 20 độ. Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 12, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Đề phòng mưa lớn có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ra lũ, lũ lụt ở hạ du các sông, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi, ven các sông, suối nhỏ, ngập úng ở vùng thấp trũng và ngập úng cục bộ đô thị ở trung tâm các huyện, thị xã và thành phố Huế, đặc biệt là những tuyến đường có hệ thống thoát nước kém. Dự báo mực nước trên các sông thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế trong 24 giờ tới. Mực nước các sông tiếp tục giảm, sông Hương, sông Bồ phụ thuộc vào vận hành các hồ chứa, đập ngăn mặn Thảo Long. Sông Trùi phụ thuộc vào vận hành của hồ Trùi. Tất cả các sông chịu tác động của mưa trên lưu vực. Lưu lượng dòng chảy trên sông Tả Trạch biển đổi nhỏ phụ thuộc vào điều tiết của thủy điện Thượng Nhật và lượng mưa trên lưu vực. Dự báo mực nước lớn nhất, nhỏ nhất và thời gian xuất hiện tại các trạm như sau. Trên sông Hương, Tràng Kim Long, mực nước lớn nhất là 46 cm, mực nước nhỏ nhất là 40 cm. Trên sông Bồ, Tràng Phú Ốc, mực nước lớn nhất là 181 cm, mực nước nhỏ nhất là 168 cm. Trên sông Ô Lâu, Tràng Phong Bình, mực nước lớn nhất là 75 cm, mực nước nhỏ nhất là 62 cm. Trên sông Trùi, Tràm Trùi, mực nước lớn nhất là 67 cm, mực nước nhỏ nhất là 56 cm. Còn bây giờ là phần nhiệt độ chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trời lạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm từ 80 đến 96%. Khu vực thành phố Huế, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm từ 78 đến 96%. Các huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, độ ẩm từ 77 đến 98%.
khu vực huyện A Lưới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày nắng, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, độ ẩm từ 84 đến 98%. Huyện Nam Đông, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, trời lạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm từ 80 đến 96%. Đảo Sơn Trà, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trời lạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm từ 80 đến 98%. Thời tiết trên biển có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió bắc đến đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1,25 đến 2,25 m.